Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tour Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2019. Tiếp tục giới thiệu với anh chị chính là cái Eto Nhật mang thương hiệu Aeron hàm 125. Giá bán là 4 triệu 800 ngàn chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Eto này nó đặc biệt hơn là nó có thể xoay mâm được. Đây là cái nút để khóa mâm nè, chúng ta sẽ cần siết vô thôi thì nó sẽ khóa lại và nó cố định. Còn chúng ta để lỏng thì nó sẽ xoay được vòng vòng. Ở dưới cái mâm nó mâm dưới cái ghế xoay á cho mình ba cái lỗ để chúng ta bắt chết của cái bàn. Thì đó mình xoay nó sẽ dễ dàng hơn, nó không bị trượt. Cái mâm xoay cũng rất là nhẹ nhàng nha anh chị. Đó. Cái mặt bàn mình nó hơi trơn. Xoay rất là nhẹ nhàng. Phần trên thì giống như cái Eto Aeron nãy đã giới thiệu với anh chị rồi. Về cái phần quay, cái phần quay hàm ở bên trong nó có thiết kế cái lò xo, cho nên khi mà chị quay nó cảm giác nặng, nhưng mà nó là cái thiết kế của hãng chứ không phải là nó bị cứng do bên trong lỗi nó bị sét hoặc là bị chẹo răng. Nó có cái lò xo đạp bên trong, quay cũng rất là nhẹ nhàng và đầm. Rồi con này thì sách tôi đang bán mức giá là 4 triệu 800 ngàn. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết về cái Eto này. Eto Aeron thì nó làm cái tay trụ là hình ba cạnh, không phải là hình ti tròn thép. Mặt trên đây thì nó bằng thép nè, phía bên đây là bằng gang. Nhưng mà gang của Nhật thì nó sẽ khác so với lại những cái dòng gang của Trung Quốc. Tuy nhiên nó pha cái chất lượng tốt rồi. Công dụng chính của gang thì là nó chịu lực, chống giảm chấn động, chính xác là giảm chấn động. Và giá của nó thì sẽ mềm hơn so với lại Etofan và Uniwear. Rồi phần môi rất là khít nha anh chị, mình sẽ cùng xem cái môi anh chơi. Đây cái phần môi kẹp trên chị thấy rất là khít luôn, quá đã, quá đẹp. Sẽ thử bằng cái tờ tiền mỏng để vào giữa, xoay nhẹ lại vừa khít rồi cứng ngắc. Đây, heo rất là cứng luôn. Chúng ta là cái môi bên trong kẹp nó vẫn còn đạt chất lượng rất là tốt. Và mình sẽ xem cái phần bên trong, cái môi bên trong cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái mặt môi vậy ha, nó phay cước rùi đó, nhưng mà cái hàm vẫn còn rất là đẹp tuyệt vời. Và nó cho mình hai con ốc để nếu mà xài mà có đủ quơ đủ rơ thì mình có thể cân chỉnh được và mình có thể thay cái môi được. Rồi, phần bên kia y chang vậy, còn rất là nghiêm chỉnh đó, quá đẹp luôn. Đây, cái mặt bên hông của cái Eto nước sơn vẫn còn rất là mới. Rồi, công đoạn cuối cùng thì mình sẽ cân nặng cho anh chị. Đây, Made in Japan, khắc lõm xuống dưới đây luôn. Ok, Eto Aeron mâm xoay hàm 125 sản xuất tại Nhật. Cân nặng của nó là 27 kg. Cân nặng 27 kg. Và giá bán của Eto này là 4 triệu 800 ngàn chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258 hoặc 0985 532 832 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.